đừng cho con mình đi học chuyên biệt nữa, ở nhà đi, chỗ làm cho con đi, và cho con mình đi học hòa nhập bên ngoài. Mình cho con mình đi vào chuyên biệt á, nó toàn nó chơi mấy đứa chuyên biệt không à, mà mấy đứa chuyên biệt nó đang bị rối loạn, đứa kiểu mà cô giáo á, tôi nói ba mẹ biết ở đây mới có cô giáo này không, bốn mấy người ở đây mới có cô giáo này không, cô giáo mà có thần thánh đi nữa con chấp được cho con của mình. Em muốn hỏi chút về Bin đó. Rồi hỏi đi ba. Cháu nó thì có một số đặc điểm sau là thực ra thì vợ chồng em khi mà tương tác với cháu á, gọi cháu thì cháu nghe. Nhưng mà cái cảm giác mà theo như em nhận ra thì tức là khi nào mà nó thích á, thì nó mới nghe thôi. Là cụ thể như này, ví dụ như là ba gọi là Bin ơi, lại ba cho con cái bánh này, hay là Bin ơi lại ba cho ba bế, thì cháu nó nghe rất là rõ và nó tương tác rất là tốt. Hoặc là ba Bin ơi lại đây với ba ba. À, ba dắt con đi chơi hay là như nào đó, qua nhà anh mà nó thích chơi á thì nó sẽ đi. À, nhưng ngược lại á, nếu mà chỉ gọi khơi khơi á, Bin ơi lại ba này hay là như nào đó thì nhiều khi nó không thích thì nó sẽ không làm. À, nó như vậy. Thứ hai là như này, cái cách chơi của cháu á thầy, là cháu chơi theo kiểu này, là ví dụ như chơi một trò chơi với ba mẹ thì cháu chỉ thích là đổ, ví dụ như nhiều cái trò chơi nó có nhiều cái đồ á thì bỏ vào trong một cái rổ hoặc là bỏ vào trong cái hũ cái chai á thì nó đổ ra, anh chỉ thích chơi như vậy thôi. Hoặc là nó đổ ra rồi nó xoài lên xoài lên. Thì với cháu, cái trường hợp cháu 20 tháng thì như vậy là bình thường hay là không bình thường thầy? Đó. Rồi Rồi. cháu cháu đi chơi, cho em hỏi hết luôn đi, em lỡ này cho em hỏi hết luôn nha thầy. Là cháu đi chơi, cháu qua nhà anh chị chơi á, thì cái cách cháu chơi thì cũng rất là ngoan thôi. Nó chơi nó cũng đi tìm đồ chơi, nó chơi nhưng mà nó chơi một mình nó thôi à, tức là nó không có khả năng tương tác với những anh chị lớn. Còn những đứa bằng tuổi thì em chưa biết, tại vì chưa cho cháu tiếp xúc với những đứa bằng tuổi. Còn chủ yếu là anh chị lớn thôi, thì nó không chơi được với anh chị lớn, tại vì anh chị lớn chơi kiểu bạo lực quá, nó không có dám chơi. À, thì nhưng mà nó lại rất thích đi qua đó để chơi, tức là nó chỉ đường cho ba mẹ đến đó chơi, bế nó là nó sẽ chỉ. Nó ăn uống bình thường, nó hay bị táo bón, thì em cũng đã nói và tâm sự với thầy nhiều rồi. Bớt chưa? Hôm nay bớt chưa? Thì vợ chồng em cũng thực hiện cái mà thầy nói á, cho uống nước ép rồi ăn rau xanh nhiều. Nhưng mà vợ em lâu lâu nó thương, nó cứ bỏ ít tô bít cá ít mực vào cho nó ăn á, thì cũng cũng cứ bị bón lại thầy ơi, cũng cứ bị bón cái hiện tượng bón. Thì cháu, thực phẩm của cháu gồm có đồ ăn là rau và uống sữa, thì sữa tươi TH Chumilk á thầy, mà lại không có đường, thì ngày nào cũng có uống cái sữa đó, Cho cái bỏ sữa không bỏ đi. tại vì nó thèm sữa lắm, mà cũng chưa có quyết tâm cao á thầy. Thực ra là cũng thương con mà chưa có quyết tâm cao là gắt sữa cho nó. Đâu Thì ai nói cắt sữa đâu, chuyển qua sữa hạt mà, dặn rồi dạy rồi mà. tại vì bây giờ thầy biết đó, là phong tỏa, bây giờ đi tìm đồ mua là không được thầy ơi, nó cực lắm thầy. Nhà em cũng muốn làm cho con nó uống, nhưng mà bây giờ nó Ba rất đang là, đâu à? Ba đang đâu? nhà em ở Vũng Tàu thầy, Vũng Đỏ thầy ơi. À nhà mình đỏ hả? Giờ đi mua Ok. cái gì cũng khó nữa, chứ không phải là nói là làm sữa hạt cho con là cũng biết đâu. Ok thì thế thôi, thì công thức nó là như vậy rồi mà ba không làm đầy đủ thì chịu thôi chứ giờ sao giờ. Dạ, thì thầy Dạ. đó là những cái câu hỏi của em, thì cái cách chơi của cháu với cái trường hợp cháu 20 tuổi là như vậy. Cái nó ngủ cũng đều đặn lắm, thỉnh thoảng trong giấc ngủ buổi sáng là cháu có hay giật mình cháu khóc, nhưng mà ba vỗ về thì là con ngủ lại bình thường. Đó. Thì thầy có thể thầy giúp em, thầy giải đáp cho em cái được không, cái cách chơi của cháu rồi cái kiểu như vậy nó có phải tự kỷ không thầy? Đợi xíu, đang bật bài lên nè. Đang bật bài lên cho, nó dạy cho. Ok. Tôi đã nói với ba mẹ rồi, ở không thì lên trên Zoom, lên YouTube cho mà mình coi hết video đi. Vô đây hỏi đi hỏi lại mấy cái câu tôi đã trả lời rồi không? Tôi nói hết rồi. Trên YouTube coi đi. Ok, rồi đây. Rồi. Chị sẽ nhanh nha, xong lên YouTube coi đầy đủ đi. Rồi, đây.
Ba gọi bé lúc nó và phản ứng, nó lúc không phản ứng, được chưa? Thì như vậy chúng ta có cái công thức là khi nào con mình nó sẽ phản ứng, khi nào con mình nó sẽ giao tiếp, khi nào con mình nó sẽ nói, khi nào con mình nó sẽ chơi. Thứ nhất là con mình nó muốn cơ, khi con mình nó muốn mà nó muốn á thì sẽ giao tiếp, nó sẽ nói với mình ra một động từ nào đó, chơi nè, được chưa, dậy nè, mở nè, kéo nè, đó. Hoặc là nó nói một danh từ nhưng mà danh từ đó cũng có nghĩa là động từ, ví dụ nó nói rằng là nước nhưng mà thật sự nó nói là con muốn uống nước, đúng không? Nó nói là cam nhưng mà thật sự nó gọi là con muốn ăn cam. Cho nên là hầu như là con mà nó nói ở dạng động từ là chính. Bây giờ là lúc mà ba gọi nó, lúc nó phản ứng, lúc không phản ứng, không phải nó bị điếc, không phải nó không nghe, mà nó nghe đó nhưng mà nó không có yếu tố nào kích thích nó hết, nó nghe đó. Người ta chỉ giao tiếp và nói khi người ta cảm thấy khó chịu, người ta muốn giải quyết một sự khó chịu nào đó, nó mắc tè mới nói là tè tè, có nghĩa rằng là ba mẹ ơi giúp con đi tè, ba mẹ ơi con tè trên sàn rồi, ba mẹ dọn giùm con, ba mẹ ơi con tè vô trong bỉm rồi, con tè vô trong quần rồi, con ị vô trong quần rồi, ba mẹ dọn giùm con đang khó chịu đó. Cho nó sẽ đọc ra nó nói. Hoặc là khi nó sung sướng nó sẽ nói, khi nó chơi nè, cho nên cái lớp mà dạy con giao tiếp và nói đó, tôi nói ba mẹ nè hãy chơi với con liên tục, tôi nói với ba mẹ là hãy chơi với con, hãy chơi với con để chi vậy, cho con mình nó vui. Cho nên nhà nhà Liên Đăng Hoàng là tuyệt vời nhất trong lớp, là bởi vì sao vậy, liên tục tổ chức trò chơi cho con, từ những trò chơi với cục gạch, từ những trò chơi nhảy cò cò, cho đến mình vô thiết kế rất là chuyên nghiệp giống game show truyền hình luôn, kiếm một cái tấm xong rồi kiếm một cái tấm tròn tròn thế là dán hình này kia lên rồi bắt đầu quay một cái rồi dạy con là chuối là cam là bưởi, rất là hay, nó sung sướng nó bật nó nói rất là nhiều ba mẹ ơi. Đấy bây giờ ba gọi con lúc thì ba cho bánh ăn, lúc mà ba ẩm đi chơi vân vân vân, còn bình thường gọi đó nó đâu có sướng gì đâu, nó còn không phải là khó chịu, nó không sướng thì nó không phản ứng, không nhìn mình, được chưa? Cho nên á rằng là bây giờ là ba mẹ đi vào trong lớp của thầy Minh là ba mẹ cũng đang tìm một cái giải pháp nào đó để giúp cho con của mình gọi là có một cái động lực gì đó từ bên trong. Như vậy ba mẹ gọi con một cách chơi chơi chả có một cái yếu tố kích thích gì hết thì nó không phản ứng là đúng rồi, được chưa? Cái thứ hai á là nó không có xem mình là bạn, nó không xem mình là bạn. Nãy thầy Minh nói rồi là ba mẹ hãy hạ mình xuống cho mình, hãy làm bạn với con của mình đi. Mà khi mà làm bạn với con của mình á, bắt đầu nó nghe tiếng ba, nghe tiếng mẹ kêu một cái là chắc là sẽ chơi với ba với mẹ đây. À vì vậy á là khi mà mình gọi con thì hãy nhớ rằng là gọi đó phải làm gì với nó, đừng bao giờ gọi không không, đừng gọi bao giờ gọi không không, được chưa? Yếu tố kích thích một cái à, ba gọi chắc có gì vui nè, nhiều khi mình ba gọi xong rồi ba nói cái gì đó với con à, hay là gọi cái là hi-fi với con, học kỹ thuật hi-fi rồi, học kỹ thuật tiếp neo rồi đó, hãy làm hi-fi nhiều với con lên cho con một cái phản xạ là tôi chơi với ba tôi sướng lắm. Con ba là 20 tháng mà đúng không, Đúng rồi thầy. 20 tháng là chơi giỏi rồi, 20 tháng là chơi giỏi rồi, hát bây giờ tôi là chơi siêu rồi, chơi đồ hàng là siêu lắm rồi đấy. Cháu Thì chơi còn 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 chậm lắm thầy ơi. ok, chậm là bởi vì á là ba chưa chơi với con nhiều, ba hãy trở thành đứa con nít đi. Thầy Minh mà chơi với là con á, ba còn thầy Minh còn hơn đứa con nít. Thầy Minh hay kể nó từng rồi á, từng rồi ba thầy Minh lên thấy nó lấy đồ mẹ nó ra mặc là thầy Minh bỏ áo ra, thầy Minh lấy đồ của mẹ nó thầy Minh vẫn mặc à. Và khi như vậy á cái năng lượng mình nhiều lên thì con nó thích nó ở với mình, con thích ở với mình rồi. Đừng có hỏi là con em có bộ tự kỷ hay không, câu hỏi đó nó là câu hỏi sai dữ lắm. Tôi nói với ba Thành với lại tất cả ba mẹ này nghe nè, nếu như ba mẹ nào đã có test con mình là bộ tự kỷ rồi đó thì tôi sẽ nói kiểu khác, còn ba mẹ này chưa có test á đừng bao giờ. Ví dụ như nhà Trần Nhi nè, Trần Nhi ở Mã Lai nè, Trần Nhi Mã Lai có đứa con 20 tháng và rõ ràng là thấy rối loạn bộ tự kỷ, đặt lịch với bác sĩ xong rồi luôn là tháng này đi đi test nè, đi 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 test đi test phẫu tự kỷ nè, và tôi ban đầu cũng ngồi tôi cũng ngồi tư vấn vậy nè, sau tôi nói với mẹ là mẹ hủy cái lịch đó đi,
mà đừng có đi làm test gì hết á. Mẹ cứ cười 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 đấy, và xong rồi kết thúc tốt nghiệp hôm hôm hôm, hôm tuần trước đúng không? Ba Thành được rồi, học tốt, có học lớp tốt nghiệp đúng không? Không thầy, em không tham gia lớp tốt nghiệp, tại vì À cái của em nó lại lỡ cỡ giữa cái lớp tốt nghiệp và tại. Rồi rồi rồi, ok. Thì tôi mời vào đặng đặng giao lưu thôi mà, chứ tôi có dạy đâu, mời vào giao lưu thôi. Thì mẹ mẹ Nhi mới mới nói rằng là thầy ơi, chắc em không có đi, em không đi test nữa. Tại vì em đâu thấy con em có vấn đề nữa đâu phải đi test. Không còn vấn đề gì nữa hết, lấy gì đi kiểm tra làm cái gì. Cho nên á, chúng ta cứ tập trung vào chơi với con, giao tiếp với con, nói chuyện với con, được chưa? Ở bên con, làm bạn với con, thôi thế thôi. Còn mà khi mà chúng ta đặt câu hỏi là con em có tự kỷ hay không, con em tự kỷ hay không, cái suốt ngày não chúng ta đó có chơi được với con đâu. Con mình có tự kỷ chúng ta để mình ngó coi, thế thì con mình nó về nó có tăng động không ta, để mình ngó coi. Suốt ngày mình đi tìm cái điểm yếu của con không à, thì làm sao giúp được cho con. Thầy Minh nói như vậy không phải, không phải là mình gọi là lạc quan quá mức, mà là mình phải biết tập trung vào thứ gì, chứ không phải là nói vậy xong rồi không để ý luôn là con em có khó khăn hay không. Chúng ta vẫn để ý con của mình có khó khăn hay không để thầy mình giúp, nhưng mà chúng ta đừng có đặt quá nặng rằng là mình đi xôi, mình xôi để làm chi vậy, để coi cái là để chắc ăn, tôi nói không có gì chắc ăn hết đó, chắc bằng mẹ Nhi nãy không tôi nói không, tôi không dám cam kết, tôi nói là hủy lịch đi, phải cười cười nói thôi thầy em cũng đặt lịch rồi, bác sĩ hết rồi mà giờ bây giờ hủy thiệt rồi. Nhưng mà tôi nói là mẹ đừng có hủy, mẹ đừng có hủy nha, mẹ cứ vẫn đi test, tại vì là ở bên Mã Lai là đặt lịch rồi thì cái việc đi thôi. Với lại bên đó là phí nó, trẻ con mà đi khám nó không tốn tiền, ở Việt Nam là khám nhiều khi mấy triệu á, bên đó không tốn tiền. Thì mẹ Nhi mới nói là thôi em không đi, nhưng mà thầy mới nói là mẹ cứ đi đi. À, ngày xưa thì bà thầy bên xuống là đừng đi, bây giờ là mẹ cứ đi đi, đi vô đó để coi bác sĩ nói cái gì. À, mà mẹ giả bộ rằng là coi như mẹ không biết gì đi, à, để cho bác sĩ nói, cho bác sĩ nói là sao. À, đừng nói là bây giờ thì mẹ Nhi là ok rồi, học hết tốt nghiệp và hiểu hết rồi, hiểu hết tất cả các vấn đề và đang giúp con nói chuyện rất là tốt, nói chuyện rất rất là tốt luôn. Cho ba mẹ coi là ngày mẹ Nhi làm bài tập, mẹ Nhi làm bài tập lớp rất là chăm chỉ, làm bài chữa lành não bộ nè ba mẹ, viết bài chữa lành mỗi ngày như là ba thành cái rửa bài cho thầy mình sửa các Bài viết bé. 2 câu không biết thầy có nhận được không? 26 câu gì đó. Làm video, làm bài ghi âm, chưa làm Làm bài, bài gì thầy? bài ghi âm, ghi âm, ghi âm, ghi âm. À em ghi âm rồi, em gửi ghi âm cho thầy hả? Phải gửi thầy coi chứ, thầy sửa bài chứ. À vậy hả? Em ghi âm lâu lắm rồi mà em không biết là phải gửi lên giúp giúp cái group Zalo hả thầy? Thầy, ba phải gửi cho thầy Minh sửa coi là có đúng không? Có đúng không? Trời ơi, có phải làm mà ai làm cũng ra đâu. Tối nào em cũng mở ghi âm cho thằng Biên nghe. Lát gửi liền đi, lát gửi liền đi. Dạ vậy Rồi tí được em gửi cho chưa? thầy. Em ghi âm rồi, em ghi âm lâu lắm rồi. Trả lời như vậy là trả lời luôn các câu hỏi rằng đi qua nhà em, qua nhà bà con chơi mà không chơi với đứa lớn đó. Không quan trọng cái vấn đề đó. Bây giờ người chơi với con nhiều nhất là ba với mẹ. Người con thì chơi với người ba mẹ. Khi con mình đã chơi với mình được rồi, nó chơi được với người khác. Còn mà mấy đứa lớn không chơi là chuyện bình thường, nó đâu có đúng tông đâu mà chơi. Đâu đúng tông đâu, thường nó là vậy mà, nó cùng sống năng lượng với nhau, nó chơi với nhau chứ. Thầy ơi em hỏi thêm câu nữa thầy, Nói đi. thế là trong cái trường hợp mà sắp tới Vũng Tàu sẽ chuyển qua chỉ thị 15 á, thì có khả năng là mẫu giáo sẽ được đi học á, thì như bên nhà em 20 tháng vậy thì em có nên gửi vào trường tư không? Em đang đang có suy nghĩ như vậy, tức là cho cháu đi học thì có nên không thầy? Thì cứ đi học bình thường thôi, có gì đâu, vẫn hòa nhập bình thường hết. Tôi nói với con với tất cả ba mẹ đây nha, cái này là cái mà tôi khẳng định luôn, tôi nói luôn. Thứ nhất là đừng cho con mình đi học chuyên biệt nữa, ở nhà đi chữa lành cho con đi, ở nhà chữa lành cho con đấy, và cho con mình đi học hòa nhập bên ngoài. Mình cho con mình đi vào chuyên biệt á, nó toàn là chơi mấy đứa chuyên biệt không à, mà mấy đứa chuyên biệt nó đang bị rối loạn, đứa một kiểu, đứa một kiểu, đứa một kiểu. Mà cô giáo á, tôi nói ba mẹ biết ở đây biết có cô giáo nào không, bốn mấy người ngồi đây biết có cô giáo hay không, cô giáo mà có thần thánh đi nữa cũng không giúp được cho con của mình. Tại vì đứa một kiểu, đứa một kiểu, đứa một kiểu, đứa thích nước, đứa thích ô tô, đứa này kia, làm sao mà cô giáo là cô giáo giúp cho con của mình được, được chưa? Cho nên á, là cái chứng rối loạn của con mình có khả năng nó sẽ gia tăng, có khả năng sẽ gia tăng. Mà tôi chưa thấy ai ở đây vào chia sẻ với tôi rằng là thầy ơi, em đi can thiệp mà
mà con em nó có tiếng biển chuyển hết đó. Có thể là nó đọc được, nó viết được, nó làm được một cái gì đó, nhưng mà nó là phần kỹ năng, nó là con số, nó là con chữ, nó không có liên quan tới giao tiếp, nó không liên quan gì tới tự kỷ hết. Tôi nói rồi, tự kỷ là giao tiếp, mà bây giờ không can thiệp với giao tiếp mà đi can thiệp với cái vấn đề về kỹ năng, thì kỹ năng ở đâu mà dạy chả được, ai mà dạy chả năng chả được, được chưa? Đấy, cho nên nó làm từ đây đến tới mình hãy chăm cho con của mình. Còn nếu mà gửi mà tự kỷ á, gửi mà gọi trường chuyên biệt á, là những người đó phải biết phương pháp của thầy Minh, những người đó học từ thầy Minh đi, hỏi con là ông có biết phương pháp tắm xong là gì không, cô có biết phương pháp tắm xong là gì không, không biết là đừng gửi. Thầy Minh, lớp của thầy Minh có nhiều cô giáo đi học lắm, có nhiều cô giáo đi học không mà biết hãy gửi. Cho nên là mẹ ba cứ gửi trường mầm non hoặc nhà bình thường, khó khăn tới đâu vào nhóm ba vẫn còn ở với nhóm thầy Minh mà, thầy Minh đâu có đuổi ra đâu, học hết 30 ngày thầy Minh ở đó cái gì hỏi có gì đâu, cái lớp hỏi đáp này thầy Minh mở hoài mà có gì đâu mà mình sợ, tới đâu mình giúp con mình tới đó. Còn vào trong kia là có khả năng nó sẽ nặng hơn đây, mình không biết được đâu, không biết được đâu, phải hòa nhập bình thường nha mẹ nha ba nha. Dạ, em cảm ơn thầy nhiều. Rồi rồi, ok. Chúc mừng bạn đã xem hết video. Hãy đăng ký kênh của Trần Hoàng Minh và nhấn vào nút chuông để xem video mới mỗi ngày.